Xin chào các bạn nha. Hôm nay Hằng sẽ hướng dẫn các bạn đóng dấu video bản quyền của mình ở trên phần mềm Camtasia, để tránh tình trạng là ví dụ như video của các bạn mà có nội dung hay, ý nghĩa thì bị các cái bạn khác, các bạn ấy download video về chẳng hạn đó, thì trên cái video của mình nó sẽ vẫn có cái dấu của chúng ta các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ mở để mình hướng dẫn các bạn làm. Mời các bạn cùng mở cái phần mềm Camtasia của chúng ta ra. Và khi chúng ta mở phần mềm ra ấy, thì chúng ta sẽ mở luôn một cái New Project đây. Và chúng ta chọn một cái video mẫu của chúng ta các bạn nhé. Đây, tôi lấy một cái video mẫu của tôi đây. Đây, chúng ta đưa cái mẫu này xuống. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn pha cái trà này các bạn. Đó. Thì đây chính là cái video mà chúng ta muốn phát triển và muốn xây dựng, đúng chưa ạ? Về cái phần chữ này rồi phần logo. Tôi nói ví dụ như ngoài cái phần logo ở đây, chúng ta có thể đưa một cái phần logo của chúng ta vào chỗ này. Đây, tôi lấy cái logo chỗ này nhá. Đây, ví dụ là tôi mở cái logo này ra và tôi đưa cái logo này vào. Thế nhưng mà cái logo này thì là người ta có thể đè được các bạn ạ. Đây này, cái logo ở trên góc này này, là người ta có thể làm một cái logo khác và đè lên cái logo này của chúng ta các bạn nhé. Đó, chính vì thế nên là khi chúng ta xuất file video ấy, thì chúng ta nên có một cái logo chìm ở trong cái video này để cho các bạn xem nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cái thao tác này, các bạn chú ý nhé. Bước thứ nhất là sau khi dựng xong, hoàn thiện hết tất cả các cái video này rồi, từ chữ này, rồi logo này, các thứ, thì chúng ta vào cái phần xia này, chúng ta chọn local file này, OK này, next này, next này, next này, đó. Và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy ở cái bước này Production Win này, thì các bạn sẽ ở đây, nếu như chúng ta chưa cài cái phần logo của chúng ta ấy, thì ở đây nó sẽ có cái mặc định của Camtasia này các bạn nhé. Thế nhưng ở đây mình đã cài cái mặc định của mình rồi, thì bây giờ mình sẽ ấn vào đây để cho các bạn hình dung này. Đây, ví dụ như các bạn chọn vào đây là nó sẽ không nổi cái tường đây này. Đây là Inducee Watermark này, tức là chúng ta đóng dấu cái logo của chúng ta, cái tường của chúng ta vào đây. Đó, thì bây giờ các bạn có thể chọn nhé. Ví dụ như chúng ta chọn vào đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy khi logo của chúng ta lờ mờ xuất hiện nó ở đoạn giữa này không? Đấy, thế ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ có số 1 là ở góc này, số 2 là ở chỗ này, số 3 là ở chỗ này, số 4 ở chỗ này. Đây, ví dụ như những cái video bình thường thôi, chất lượng bình thường ấy, thì không có nội dung hay lắm ấy, thì chúng ta chỉ để mờ mờ bình thường ở đây thôi. Và đây này, chúng ta này, cỡ to nhỏ là chúng ta để đây này. Đấy, đây là cỡ to nhỏ các bạn nhé. Đấy, đây là cỡ to nhỏ, chúng ta kéo ở image này. Đấy, image đây này, scale này. Đó, thì còn đây là độ mờ nhạt này, tương rõ này, rõ nét này. Đấy. Nếu như các bạn mà cho rõ nét ra như thế này ấy, thì là người ta cũng sẽ vẫn đè được các bạn nhé. Đấy này, người ta vẫn đè được này. Đấy, người ta vẫn đè được lên cái logo của mình. Đó, thế chính vì thế nên là chúng ta để nó mờ mờ ảo ảo thôi. Chúng ta để mờ mờ ảo ảo như thế này, nhưng mà chúng tôi hay để ở giữa. Đây, tôi hay để ở chỗ giữa như thế này này, thì người ta sẽ không lấy được cái logo của mình, bởi vì cắt kiểu gì cắt cái logo của chúng ta nó cũng nằm ở giữa. Đấy, chúng ta có thể cho to nhỏ tùy chọn của chúng ta. Đây gọi là đóng logo vào cái video của mình. Và chúng ta chọn OK. Sau đó chúng ta chọn Next. Đặt tên cho video. Test logo trên Camtasia. Đấy, sau đó chúng ta chọn cái ổ để chúng ta lưu nhé các bạn nhé. Chúng ta chọn Finish, hoàn thiện. Đây, các bạn chờ một chút nó chạy xong rồi mình sẽ mở cái file mà mình vừa mới đóng dấu vào đó cho các bạn xem nhá. Đấy, xong rồi đây. Rồi, OK. Finish. Rồi. Bây giờ mình chìm cái này xuống. Mình mở cái phần mà Mình vừa mới xong các bạn ạ. Đây, mình vừa làm xong đây. Hướng test logo trên Camtasia đây nha các bạn nhá. Mình mở cái này ra. Bạn nhìn này. Đó, các bạn thấy không? Đấy, đây chính là cái dấu. Đây chính là cái trà hoa vàng mà Hằng đã giới thiệu với các bạn. Và bây giờ mình sẽ sơn qua cái tác dụng của cái trà biết là nghiên cứu khoa học do sơn. Đấy, các bạn thấy không? Oxy hóa ức chế tế bào ung thư. Đó, thì mình vừa mới giới thiệu với các bạn cái phần đưa cái dấu logo này vào cái video của chúng ta. Thế ví dụ như là nếu video của chúng ta mà có phần người nói thì chúng ta cũng nên để ở cái phần góc dưới này này. Thì tôi nghĩ hợp lý hơn là để vào giữa. Nói chung là tùy thuộc vào cái chất lượng từng cái video của mình để mình đặt cái tường này cho nó hợp lý các bạn nhé. Đó, thì mình vừa mới hướng dẫn các bạn là cái cách để đóng dấu vào video của mình. Nếu các bạn mà thấy video của mình hay và có ý nghĩa với các bạn thì các bạn hãy động viên mình bằng một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký nhé. Động viên mình để mình tìm hiểu thêm các cái kỹ năng và những cái kiến thức để mình chia sẻ với các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.